Ngày hôm nay nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với mức nhiệt phổ biến 35 đến 36 độ C. Dạng thời tiết này đang có xu hướng mở rộng về phạm vi ảnh hưởng ra cả miền Bắc. Mức nhiệt quan trắc đo được tại một số điểm nắng nóng gay gắt như ở Khe Sanh, Quảng Trị là 36,6 độ C, A Un Ba, Gia Lai 37,7 độ C, Đồng Phú, Bình Phước 36,8 độ C và Tây Ninh là 36,9 độ C. Mức nhiệt này là thấp hơn so với ngày hôm qua, nhưng xu hướng tăng nhiệt sẽ quay trở lại ngay vào ngày mai khi khối khí lạnh đã suy yếu hoàn toàn, còn vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 39 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở các tỉnh Tây Bắc Bộ kéo dài đến ngày 16 tháng 4 và sẽ giảm dần từ ngày 17 tháng 4. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, mức nhiệt trong đợt này chưa đạt ngưỡng nắng nóng 35 độ C, nhưng do vẫn đang trong tiết xuân nên nhiều người cảm thấy oi bức và mệt mỏi. Trong khi đó, ở miền Trung duy trì nền nhiệt cao cho đến hết tuần. Về mặt thời điểm thì đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Trung cũng tương đồng với hàng năm, nhưng mức nhiệt thì cao hơn trung bình khoảng 1 độ.